Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Busan TV, liên quan tới tình hình căng thẳng đối đầu giữa các tàu Việt Nam và tàu của Trung Quốc ở bãi Tư Chính, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với luật sư Hoàng Duy Hùng từ Houston, Texas. Xin chào luật sư Hoàng Duy Hùng ạ. Xin kính chào anh Vũ Hoàng Lân và xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Phố Busan TV. Tôi Hoàng Duy Hùng từ Houston, Texas. Thưa luật sư, sở dĩ ngày hôm nay chúng ta sẽ có buổi nói chuyện là vì mới đây, ngày hôm nay, chúng tôi ghi nhận là trong các cơ quan truyền thông Việt Nam có đăng những cái bản tin liên quan tới tình hình ở bãi T9. Một cách cụ thể trên trang VN Express là một tờ báo mạng mà rất nhiều người theo dõi ở hải ngoại, có đăng một bản tin vào ngày thứ Sáu 16 tháng 8 năm 2019 với tựa đề Việt Nam phản đối tàu khảo sát Trung Quốc tiếp tục xâm phạm vùng biển. Bộ Ngoại giao hôm nay cho biết tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 quay lại xâm phạm vùng biển Việt Nam chỉ vài ngày sau khi dừng các hoạt động trái phép tại khu vực. Và trong bản tin cũng có nói tới rằng là trong thông cáo phát ra hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 và một số tàu hộ tống của Trung Quốc ngày 13 tháng 8 đã quay lại xâm phạm vùng biển Việt Nam. Nhóm tàu này trước đó đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía đông nam Việt Nam từ đầu tháng 7 đến ngày 7 tháng 8. Bản tin cũng nói rằng là Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc, phản đối việc Trung Quốc tái diễn vi phạm nghiêm trọng, yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu trên ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Thực ra thì bản tin này cách đây mấy ngày, ngày 12 cũng như là ngày 13, Phố Busan TV cũng đã có dịp nói chuyện với luật sư Hoàng Duy Hùng, và trước đó ngày 12 cũng có nói chuyện với luật sư Trịnh Quốc Thiên liên quan tới bản tin này. Ngày hôm nay thì phía Việt Nam chính thức đưa tin như vậy. Luật sư cho biết ý kiến khi có cái tin chính thức như vậy, thưa luật sư. Thưa anh Lân nói là ngày hôm nay, tức là ngày 16 tháng 9, ngày 16 tháng 8 năm 2019, khi Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày thứ Năm là thường thường trả lời với báo chí truyền thông quốc tế, thì Vietnamnet, Vietnam Express rồi gì các báo chí truyền Việt Nam loan tin cách đây vài tiếng đồng hồ, thì chúng ta nhận định đây đó là vì hôm trước đó, là giáo sư Ryan Mortensen cũng như là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có tiết lộ về việc Hải Dương 8 quay trở lại khu vực bãi Tư Chính và được đánh đi từ hãng thông tấn xã Reuters từ Hà Nội. Họ nói rằng họ hỏi Bộ Ngoại giao Việt Nam xin xác nhận chính thức, thì nói rằng là Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa trả lời. Thì bây giờ là Việt Nam trả lời chính thức, tức là hôm nay là câu trả lời chính thức. Câu trả lời chính thức này là nó phù hợp với những cái gì mà chúng ta đã loan tin, nhưng mà nó có một cái ý nghĩa là ý nghĩa từ nhà nước chứ không phải là từ các cơ quan truyền thông. Trong câu trả lời của bà Lê Thị Thu Hằng, bà nhấn mạnh rất rõ rằng là Việt Nam có gửi công hàm đến Bắc Kinh và yêu cầu là Bắc Kinh phải rút hết tất cả các tàu hải giám hay là các tàu hoạt động trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Rồi bà Lê Thị Thu Hằng cũng xác nhận một điểm nữa là cũng phản đối luôn cả cái việc mà Bắc Kinh có gọi là ra một cái giáo khoa thư cho lớp phổ thông từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 là xác định là cái gì đó là biển Hoa Đông, ví dụ như là đảo Điếu Ngư là của Trung Quốc, và nói đến cái vấn đề biển Hoa Nam, tức là biển Đông của ta đó, thì nói rằng là họ có chủ quyền. Là bà Lê Thị Thu Hằng xác nhận rất rõ ràng đó là không, cái chủ quyền của Việt Nam ở tại Biển Đông là rất rõ ràng, mạch là có bằng chứng khẳng định rõ nét đó. Cái điều này đó, thưa anh Lân, nó cũng nói lên một cái chuyện khác nữa, là Việt Nam trong cái lúc mà mềm dẻo nhưng có rất là cứng, chứ không phải là mềm dẻo là lui luôn. Ví dụ như là cái tàu hải giám của Trung Quốc đó, theo cái bản tin của giáo sư Ryan Mortensen và nhiều bản tin quốc tế là đã từng đến Phi Luật Tân, đã từng gây hấn với các cái tàu của Phi Luật Tân, nhưng mà Phi Luật Tân cho tới ngày hôm nay chúng ta cũng thấy rằng là phản ứng rất coi như không bao nhiêu hết. Rồi cũng theo giáo sư Ryan Mortensen và nhiều bản tin khác của quốc tế, thì cái tàu của Trung Quốc, nhất là các cái tàu chiến hạm xuống tới tận Brunei rồi qua tới Mã Lai,
Nhưng rồi bây giờ chúng ta thấy rằng là cái sự phản ứng của những quốc gia đó hầu như không có. Nói Việt Nam là mềm dẻo, nhưng trong các quốc gia phản ứng một cách quyết liệt, nêu đích tên Trung Quốc và gửi công hàm tới Bắc Kinh, chỉ có Việt Nam trong kỳ này mà thôi gần lần. Đó là lý do tại sao cái sự quan trọng của bà Lê Thị Thu Hằng lên tiếng một cách chính thức để xác nhận vị trí của nhà nước Việt Nam là nhẹ nhàng nhưng mà dứt khoát và cương quyết, và đã gửi công hàm thẳng tới Bắc Kinh. Trong cái bản tin của Vietnamnet cũng nói luôn là có những người hỏi bà Lê Thị Thu Hằng là bà nghĩ như thế nào khi mà có hàng không mẫu hàm Ronald Reagan ở cái khu vực này, thì bà có trả lời là nếu có chuyện gì thì bà cũng nghĩ rằng là Ronald Reagan không thể làm ngơ được, tức là cũng sẽ có một cái tác dụng nào như thế nào để yểm trợ cho Việt Nam. Điều đó đã nói lên rằng là cái lực của Việt Nam là khẳng khái với Trung Quốc, nhưng mà cái thế của Việt Nam tin tưởng rằng Hoa Kỳ kỳ này vì quyền lợi của Hoa Kỳ sẽ có những cái sự yểm trợ cho Việt Nam một cách tích cực hơn. Và đây là câu trả lời từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, chứ không phải là câu trả lời từ trên báo chí hay là của những người như là ông Hoàng Duy Hùng hay là của những người như anh Vũ Hoàng Lân vân vân, mà đây là câu trả lời chính thức của Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho thấy người dân Việt Nam cảm thấy an tâm và tin tưởng vào việc làm của nhà nước Việt Nam, thưa anh Lập. Thưa luật sư, nói về vấn đề thời gian tính thì bản tin ngày hôm nay của Vietnamnet cũng như nhiều trang mạng đưa tin về phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam đó thì có thể nói là đã sau những cái bản tin quốc tế tới 2-3 ngày. Nói về điều này thì cũng có hai cái xu hướng nghĩ về cái việc này. Một là cho rằng là Việt Nam quá chậm trễ trong cái việc mà thông báo về những cái việc xảy ra cho chính Việt Nam so với lại những cái cơ quan thông tấn quốc tế. Ngược lại thì cũng có cái cách nghĩ cho rằng là phía Việt Nam cẩn trọng, và khi mà đưa ra những cái tin tức này thì họ đã có rất nhiều những tính toán trước đó, trước khi đưa ra bản tin chính thức. Theo luật sư thì về cái vấn đề thời gian tính này, nói như thế nào thưa luật sư? Nói mà bảo là thời gian tính thì bảo rằng là chậm chạp cũng trúng nhưng mà cũng không trúng. Trúng là tại vì là thời gian đi khá chậm so với cái thời buổi ngày hôm nay mà chúng ta có những thông tin trên mạng một cách nhanh chóng. Nhưng mà là vì là Bộ Ngoại giao Việt Nam họp trả lời mỗi tuần một lần, cho nên là họ thường thường họ trả lời cách chính thức mỗi tuần một lần là vì lý do đó, có thể là đi chậm vài ngày. Nhưng mà so sánh lại, thưa anh Lâm, so sánh với những cái phản ứng của Việt Nam với những quốc gia khác như Mã Lai hay Brunei hay là Phi Luật Tân á, thì Việt Nam còn nhanh chóng hơn, Việt Nam làm còn mạnh mẽ hơn chứ không phải là chậm chạp giống như mà nhiều người đánh giá. Mà cái phần thứ hai á, nó lại có lý hơn, tức là Bộ Ngoại giao của Việt Nam á, còn dưới với rất là nhiều quyền của Thủ tướng rồi của Chủ tịch nước vân vân, phải có một cái sự họp bàn của lãnh đạo để thông tin tới mức nào, chuẩn mực tới mức nào, thì bà Lê Thị Thu Hằng là chỉ là cái người phát ngôn viên thôi, cho nên phải đợi lãnh đạo bàn thảo và quyết định để ra những cái thông tin rất cẩn trọng, kẻo không á có những cái thông tin chập một cái đó thì nó có hại cho đất nước. Cho nên sự cẩn trọng trong cái vấn đề này là chuyện tốt, và tôi nghĩ rằng là đây là chủ ý của sự cẩn trọng chứ không phải là kéo dài dây dưa để thông tin đến với quần chúng. Cho nên có hai dư luận, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái dư luận thứ hai là cái dư luận chính xác hơn, thưa anh Vũ Hoàng Lập. Về tình hình bãi tư chính như vậy thì với việc tàu Hải Dương 8 quay lại, mặc dù có tin tức là tàu Hải Dương 8 sẽ rời cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để đi về đảo Hải Nam thay thế bằng tàu Hải Dương 4 trong thời gian tới đó. Cũng có những cái tin tức cho rằng là có tàu hộ tống mang theo Đại Bác 76 ly đi cùng. Thì cái tình hình như vậy thì trong những ngày tới nó sẽ tiếp tục như thế hay là nó có những cái biến chuyển khác thưa luật sư? Thưa anh Lân, bên phía của Trung Quốc có cái nhu cầu là gây hấn để cho Việt Nam nổ súng trước. Và đây là chiến thuật của họ, chiến lược của họ là bằng mọi cách là kiếm chuyện để gọi là
lấn sân cái chủ quyền của họ ở tại Biển Đông. Chiến thuật là khiêu khích cho Việt Nam nổ súng trước để Việt Nam mất chính nghĩa, để họ nói rằng là Việt Nam vi phạm Code of Conduct 2002. Cho nên là cái việc mà Hải Dương 8 có đi rồi trở lại cũng chỉ là một cái thủ thuật thôi. Rồi mai mốt có vì vấn đề nhiên liệu gì rút về Hải Nam, thì tôi cũng đã nói rằng dự trù sẽ có nhiều tàu Hải Dương khác sẽ đến tại Việt Nam, tại cái khu vực bãi Tư Chính kiếm chuyện, thí dụ như là lấy tàu của họ hút vào tàu của Việt Nam, hút chứ chưa nổ súng, để cho Việt Nam nóng lên là nổ súng. Thì cái nhu cầu của họ là cho Việt Nam nổ súng trước. Mà từ đây tới năm 2010, tôi nói đó, 2020, ngày 1 tháng 1 năm 2020 đó, họ phải kiếm chuyện để có một cái cuộc đánh với Việt Nam, để nổ, tức là Việt Nam phải nổ súng trước. Thế bây giờ đó, nay mai Hải Dương 4 hay Hải Dương 6 hay Hải Dương 12 gì đó có xuống tới khu vực bãi Tư Chính và họ đưa thêm một số chiến hạm của họ tới đó, có lạ hay không? Tôi cho rằng không có lạ, nhưng mà nó sẽ có những cái động thái gây hấn, tức là đó là trêu ngươi, đưa tàu ra rồi giả bắn súng nước, rồi giả bắn bắn hụt gì đó, hoặc là xô sát với cái tàu của Việt Nam. Vấn đề là chỗ Việt Nam có tự chủ nổi để mà khi cần là mà họ nổ súng thì mình phản pháo tối đa. Thì đó là ánh nhìn của tôi, thưa anh Vũ Hằng Lâm. Có lẽ là tình hình sẽ còn sôi động trong những ngày tới và chúng ta sẽ tiếp tục để mà theo dõi và có những cái bình luận kịp thời. Muốn quay lại một chút xíu với cái chuyến đi vừa qua của luật sư Hoàng Duy Hùng, có thể nói là một cái sự kiện không chỉ liên quan tới cá nhân luật sư Hoàng Duy Hùng, nhưng nó liên quan rất nhiều tới cái vấn đề truyền thông ở quận Cam, và từ đó nó có ảnh hưởng tới nhiều ở các nơi. Theo chúng tôi ghi nhận thì cho tới nay những cái chương trình mà luật sư Hoàng Duy Hùng tham gia cho tới nay thì các cơ quan truyền thông có dịp tiếp xúc và phỏng vấn thì cũng vẫn còn rất là nhiều tư liệu để đăng tải trong những ngày tới. Chính phủ Bosan TV cũng còn những cái cuộc hội luận với luật sư Hoàng Duy Hùng, trong đó có sự tham gia của ông Ngô Kỷ và một số người khác nữa, và sẽ được đưa lên trong thời gian tới. Kết quả thì chúng tôi ghi nhận không chỉ do bạn đọc ghi xuống mà cũng rất nhiều những cái người quan tâm liên lạc trực tiếp để mà góp ý rất là nhiều. Và trong thời gian tới thì cũng còn có rất là nhiều những cái cơ quan truyền thông ở đây tiếp tục sẽ tìm cách cộng tác với luật sư Hoàng Duy Hùng. Phía luật sư Hoàng Duy Hùng thì có ghi nhận được những cái phản hồi như thế nào hay không ạ? Thưa anh Lân, trước tiên tôi xin cảm ơn tất cả quý bạn trong cơ quan truyền thông đã đến với tôi, cho tôi rất là nhiều cảm tình, tình thương và sự hướng dẫn để tôi đóng góp tốt cho đất nước. Và tôi cũng mừng là ở trong nước, tôi nói về các thính giả trong nước qua cái chương trình của phố Bosa đó, thì họ gửi email cho tôi, gửi riêng hoặc gọi điện thoại riêng cho tôi. Có những người đó là những nhà đấu tranh dân chủ gửi email riêng cho tôi nói rằng là nhờ luật sư Hùng mà tôi hiểu được cái nước cờ của Trung Quốc đi, chứ không tôi mà nôn nóng mà rủ nhau ra ngoài biểu tình đó, thì không những tôi làm hại cho đất nước, tiếp tay cho tụi tàu, mà tôi còn làm hại cho gia đình của tôi. Thì những cái lời mà những cái người đó, tôi cho rằng là những người có thiện tâm, họ nhìn ra được vấn đề. Rồi cũng có những người tôi nghĩ rằng là những cái trình độ rất cao, họ cũng chia sẻ cái ánh nhìn của tôi về cái vấn đề mà tôi bình luận cái chiêu mà nổ súng trước của Trung Quốc đó. Thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ tạo cho Việt Nam có cái cớ mà đây là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ông đang mong cho Trung Quốc nổ súng trước để ông có thể ông gom đi. Đó là ánh nhìn của tôi. Thì nhiều người Việt Nam họ ủng hộ cho cái tư tưởng này của tôi. Khi tôi về Houston cũng rất là nhiều người hiểu biết, hoặc là có một anh thương gia đây cũng rất là nổi tiếng. Ngay tại Houston này tôi về, tôi có một người đã từng giam ở tại cổng trời gọi điện thoại riêng cho tôi, nói anh Hùng, tôi là sĩ quan đã từng bị bắt giam bao nhiêu năm tháng trời của Việt Nam Cộng Hòa mà bị bắt ở tại cổng trời đó, nhưng mà những cái gì mà anh Hùng nói ngày hôm nay nó trúng. Tại vì những người người ta đang ở trong một cái vị trí giữ đất nước, mình có thể mình bất đồng nhưng mà không thể kiếm chuyện với người ta. Mình ủng hộ, tôi ủng hộ hoàn toàn cái tư tưởng của anh Hùng. Tư tưởng của anh Hùng nó giống như tư tưởng của tôi.
Ông nói là cho tôi là một người giam, bị giam ở cổng trời. Ai mà giam cổng trời thì biết tên ông họ Đinh. Đó là như vậy. Rồi cũng có những cái thương gia, những anh thương gia đây gọi cho tôi. Thương gia đây tôi nói tên là ai cũng biết hết. Nhưng một, rất là lớn. Ông gọi cho tôi bảo là chứ hồi xưa tới giờ cứ cái nói ông Hoàng với ông Việt Giang, Việt Cộng gì đâu, nó có phải. Tại vì người ta không có nhìn ra được cái con đường đi của đất nước. Đây là cái con đường hòa hợp là trúng. Với cái vai trò bây giờ là làm sao hỗ trợ cho nhà nước Việt Nam giữ vững được biển đảo của đất nước, chứ không phải là để mà gọi là thoát nát hoài. Đó là những cái phản hồi của những người bạn, của những người thương mến chương trình trên phố Bô Sa, hoặc là trên các chương trình mà tôi nói về biển đảo, mà chúng ta đang phải cùng chung tay nhau để mà giữ biển đảo của chúng ta. Nhưng mà cũng có những người không hài lòng. Tôi nghĩ có một cái kênh truyền thông ở đây không có hài lòng anh Lân, là cũng cay cú với tôi lắm. Thì tôi không biết cái cay cú đó như thế nào, thì anh Lân có biết gì về cái chuyện này không thưa anh Lân? Chúng tôi không ghi nhận được cái chuyện đó, thì luật sư Hà Duy Hùng có thể chia sẻ một cách rõ ràng hơn ạ? Vâng, có người gửi cho tôi một cái YouTube clip về một cái cơ quan truyền thông ở California cay cú, nói rằng là cái bình luận của ông Hùng nó dở. Lúc thì bảo rằng là Trung Quốc rút đi thì là bẽn lẽn, thì cái tôi đã bình luận cái vụ mà tại sao Trung Quốc bẽn lẽn là vì đó là anh đang cướp, không? Bị bắt tạo quả tang tại trận cho nên anh rút về thì đó là bẽn lẽn. Còn quay trở lại thì tôi gọi đó là một cái nước cờ khác, do ông bị áp lực của những người dân ở trong nước cho rằng ông yếu quá thì ông phải quay trở lại để ông làm một cái gì đó. Thì đây là tôi cho rằng là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước, cũng sẵn sàng đón chờ để đi một cái thế Gombi. Thì ông ta lại nói chỉ Gombi đây là, thì ông bình luận đó là chuyện của ông. Ông có thể cho tôi dở thì ông có việc bình luận hay cho bà con nghe, tôi mừng cái chuyện đó. Nếu mà ông bình luận hay, ông được nhiều khán thính giả ủng hộ thì điều rất là tốt. Nhưng rồi ông nói là ông sẽ giải mã tôi, thì tôi không biết tôi ông làm gì ông giải mã tôi, thì cái việc giải mã. Còn đòi rằng là cho tôi là những cái gì cái này cái nọ, thì truyền thông báo chí của Việt Nam, của Hoa Kỳ đầy hết rồi. Thí dụ như cái vụ đập bom mấy nhà tôi đó, thì đài 13, đài 11, đài 26, đài Fox rồi gì loan tin, ông cũng lấy thằng lấy từ đó, chứ cần gì phải họ phải kêu tôi gần giống như là trưởng thượng là ra lệnh cho tôi phải nộp cái gì hồ sơ cảnh sát cái gì. Ông là ai mà tôi phải làm cái chuyện đó? Nhưng mà thôi, thì bây giờ đó, ông nói ông giải mã thì tôi mừng, tôi chúc mừng cho ông giải mã một lần cho nó xong đi, để bà con những khán thính giả hiểu rằng là tại sao tôi không có lên chương trình trên đó, là vì cái cách sống của tôi nó khác với người đó, cái ánh nhìn của tôi nó khác người đó. Tôi nghĩ rằng cái ánh nhìn của ông nó nguy hiểm cho bản thân tôi, và đây là ý kiến của tôi, nó có thể nguy hiểm cho đất nước. Tôi ngại cái chuyện đó, nó nguy hiểm nhiều thứ, nó không có tốt cho tôi, nó không tốt cho đất nước, thì tôi không lên cái chương trình đó thưa anh Lâm. Thì bây giờ tôi chỉ nói là ông muốn giải mã, ông càng giải mã tôi càng mừng, để cho bà con biết cái vị trí của tôi nó không có ở trong cái vị trí của chương trình của ông thưa anh Vũ Hoàng Lâm. Dạ, đó là cái phản ứng duy nhất của một cái kênh ở hải ngoại trên YouTube, là phản ứng cực kịch liệt như vậy, cay cú và kịch liệt thưa anh Lâm. Chúng tôi không ghi nhận được cái điều đó, nhưng những cái điều rất là nhiều những cái việc khác mà chúng tôi ghi nhận được, đó là trong khi có rất nhiều khán giả có ý kiến rằng là luật sư Hoàng Duy Hùng có những cái phân tích có thể nói là khách quan, mặc dù có thể nó không hoàn toàn theo cái cách của Việt Nam, nhưng nó có cái tính khách quan để cho người ta có thể tham khảo. Nhưng đồng thời cũng có những cái ý kiến cho rằng phân tích của luật sư mang tính là có lợi cho phía Việt Nam, hoặc là mang tính là thân về chính quyền Việt Nam, vân vân. Luật sư có ý kiến như thế nào về những cái luồng ý kiến khác nhau về những phân tích của luật sư đưa ra? Thưa anh Lân, tôi làm chương trình cũng khá nhiều kênh. Thì đó là quan điểm của tôi, ánh nhìn của tôi. Tôi ở xứ Mỹ này thì tôi có quyền suy nghĩ và ánh nhìn của tôi. Nhưng mà tôi nghĩ tôi là người Việt Nam thì tôi phải nói lợi cho người Việt Nam. Tôi thấy cái gì tôi nói khách quan, chứ không phải là tôi bịa chuyện ra. Nói mà bảo là thân Việt Nam đi nữa thì cũng phải khách quan. Khách quan cái sử dụng cái những cái chuyện gì nó xảy ra. Thí dụ như tôi nói, thí dụ như là cái vụ mà ký cái bản joint communique, tức là bản tuyên bố chung đó, ngày 31 tháng 7 đó, thì tôi cho rằng là cái đó là một cái thắng lợi lớn của Việt Nam. Không ai mà tự nhiên cái mới họp ngày đầu tiên là ký cái bản tuyên bố chung, nó phải có cái dữ kiện. Thì tôi phân tách trên cái dữ kiện đó
Thì nhiều người có thể là nghĩ rằng là tôi thân với Việt Nam, nhưng mà ngay chính những người bên hải ngoại nói rằng là những cái sự phân tích của tôi nó chính xác. Nhưng mà có những người cay cú vì cái sự phân tích đó, không biết cay cú vì lý do gì, cay cú rất là cay cú, nhất định là phải triệt hạ hùng, thì đó là chuyện của họ, tôi đồng ý cho họ muốn triệt hạ, muốn giải mã, muốn làm những chuyện của họ thôi, nó tức là họ có quyền, bên này họ sứ tự do, họ có quyền, khi mà họ lên giải mã tôi thì tức là họ đã đứng chiến tuyến khác tôi, và quý vị hiểu đó là lý do tại sao tôi không có đứng với họ. Cảm ơn Lân. Và tôi cũng nói luôn là tôi không có làm việc truyền thông này có lương, đây là một cái sự đóng góp của tôi cho đất nước, cho cái sự suy nghĩ gì đó tôi làm, trong tiếng Anh nó gọi là một cái hobby. Để nhiều khi về tới nhà tôi còn phải đi lo công việc chính của tôi là việc hành nghề, tôi phải kiếm cơm, tôi phải lo cho gia đình, lo cho con cái. Cho nên những cơ quan truyền thông mà cứ ráo riết mà cứ nhất định là ép ông Hùng phải trả lời đến nơi đến chỗ, không có thì giận lẫy rồi giận hờn á, thì làm sao mà cứ tiếp tục làm như vậy, tôi cũng sẽ nghỉ luôn. Bởi vì làm một cái chương trình á, làm xong là phải vui vẻ, chứ không phải làm xong rồi lầu bầu với nhau là tôi không làm. Cái tôi không có một cái lợi ích gì mà để là lầu bầu cả. Quý vị hỏi ý kiến tôi trả lời. Còn nếu mà làm ấy giống như tôi phải mắc nợ đó, thì tôi không có làm cái chuyện đó. Cho nên để cho tôi tự do, cảm thấy thoải mái, cái thời giờ của tôi nó có đủ, cái hôm nào tôi bận rồi thôi, hôm nào tôi không bận tôi làm, thì các chương trình tôi đến với mọi người trong một cái sự bình đẳng và khách quan, chứ không phải là do một cái áp lực nào hết, thưa anh Vũ Hoàng Lâm. Biết rằng là luật sư Hoàng Duy Hùng thời giờ thì rất là giới hạn, công việc làm việc hàng ngày vẫn là chính. Tuy nhiên sau cái loạt chương trình vừa qua, đặc biệt là sau chuyến đi qua quận Cam làm rất là sôi động trong cái vấn đề truyền thông đó, thì chúng tôi cũng ghi nhận được rất là nhiều những đồng nghiệp ở quận Cam cũng có, mà ở các nơi khác cũng có. Những người ở với những cái trang mạng online cũng có, mà những người với những cái phương tiện TV truyền thống cũng có yêu cầu đề nghị kết nối với luật sư Hoàng Duy Hùng để có thể cộng tác thêm với họ trong thời gian tới. Chủ trương chúng tôi là rất là khuyến khích và hy vọng là có sự hợp tác của luật sư Hoàng Duy Hùng trong thời gian có thể. Hy vọng luật sư có thể sắp xếp thời gian trong thời gian tới như vậy ạ. À. Tính tôi hứa là tôi giữ lời, tôi cho nó là có thể được, lúc nào tôi rảnh thì tôi giúp, chứ còn tôi không thể nào như vậy được. Tại vì tôi có một số cái cơ quan truyền thông tôi đã commit, tức là đã hứa, hứa thì giữ lời. Thí dụ như tôi hứa với Lân, anh Lân là cái cơ quan truyền thông có lẽ đi với tôi lâu nhất, cũng cả gần chục năm rồi, đúng không? Thì tôi không bao giờ mà có thể mà rời bỏ được phố Busan. Rồi tôi có cộng tác với anh Nam Sơn cái chương trình Thế Giới Tuần Qua là cả đã mười mấy 20 năm rồi, tôi không thể bỏ được. Bây giờ mà bảo tôi cán cán thêm nữa thì tôi không có thời giờ. Cho nên đó là mà những ai mà nhờ tôi thì tôi nói là thí dụ như vậy, tôi hứa cái gì tôi giữ lời. Thí dụ như ông Hoàng Kiều vừa rồi đó, ông gặp tôi thì ông có nói chuyện anh đồng giúp cho ông, mỗi anh đồng giúp tôi mỗi tháng một lần đi, thì tôi nói là chứ nếu mà mỗi tháng một lần nửa tiếng thì được, còn 2 tuần một lần thì no, 1 tháng một lần 1 tiếng chưa chắc. Thì tôi hứa ai tôi giữ lời được cái đó. Còn bây giờ các cơ quan truyền thông khác thì khi mà có những cái lúc mà cái case của tôi nó xong á, thì thời giờ nó thoải mái thì tôi sẽ giúp cho người đó. Cho nên bây giờ đó là tôi giữ với những người tôi đã hứa trước, còn những người tôi chưa hứa đó thì bây giờ tôi cũng về, là anh Lân biết không, cũng có một cơ quan truyền thông bên phía miền Đông Bắc Hoa Kỳ á, gọi tôi xin nói anh Hùng giúp cho tụi này trên đó. Tôi cũng nói là chứ tôi cũng chưa có hứa được. Vậy thôi, cái nào tôi hứa thì tôi giữ lời, cái nào tôi chưa hứa được thì tôi nói tôi chưa hứa được. Đó là câu trả lời của tôi thành lập. Một chút dông dài chuyện hậu trường để mà mọi người có thể biết được nỗi khổ của một hot boy mạng xã hội hiện nay Hoàng Duy Hùng nó như thế nào. Xin cảm ơn luật sư rất nhiều đã có những cái chia sẻ của ngày hôm nay, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong những Vũ lần tới, Hoàng thưa luật sư. Lâm, và xin cảm ơn Vũ Hoàng Lâm, và xin cảm ơn tất cả quý vị. Cái sự thương mến của quý vị là thức ăn nuôi tinh thần cho tôi, nhưng mà thương mến quá mà các cơ quan truyền thông mà đi tìm thì tôi cũng cũng khổ sở vì cái vấn đề thời gian thôi. Thưa quý vị, ai cũng phải có 24 tiếng hồ và cái sức khỏe, cho nên xin quý vị cũng thông cảm cho tôi, chứ không phải là tôi làm eo làm sách gì.
Nếu mà thời giờ mà cho tôi nhiều thì tôi làm tha hồ với tất cả mọi người. Nhưng đây không có thì xin quý vị cũng hiểu giùm cho tôi một chút xíu đó. Xin một lần nữa cảm ơn anh Vũ Hoàng Lân và xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã thương yêu, hướng dẫn và giúp đỡ tôi. Tôi Hoàng Duy Hùng từ Houston, Texas.